Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thì ra nguyên nhân xe VinFast tự bốc cháy là đây. Cảnh sát Đức công bố thông tin chính thức. Tôi đang đứng trước một trụ sở của cảnh sát Đức ở thành phố Berlin. Cũng tương tự như vậy, mỗi thành phố đều có rất nhiều những trung tâm cảnh sát để họ quản lý những khu vực khác nhau. Và thành phố quên nơi công ty VinFast đặt một cái showroom để trưng bày những chiếc xe VinFast của mình cũng như vậy. Vào hôm 7 tháng 4 năm 2023, tức là hôm nay, phát ngôn viên cảnh sát Đức tại thành phố Quên, ông Philipp Huber, đã chính thức công bố tuyên bố nguyên nhân cháy xe điện VinFast là do lỗi kỹ thuật của hãng xe này, chứ không phải điều gì khác. Tại Đức khác với Việt Nam hoàn toàn về ngành tư pháp, lập pháp và hành pháp. Đây là ba cơ quan hoàn toàn độc lập, gọi là tam quyền phân lập. Cho nên bất cứ sự việc gì hàng ngày diễn ra khi được người dân báo, ví dụ như vụ cháy xe điện VinFast tại Quên vừa qua, thì cảnh sát Đức lập tức đến điều tra một cách hoàn toàn độc lập. Và tất nhiên cùng với đó là những chiếc xe cứu hỏa cũng được huy động rất nhiều. Và họ chặn nhiều những cái khu đường xung quanh, làm cho giao thông ở đây đã bị ùn tắc nghiêm trọng. Và ngay sau khi vụ cháy đó xảy ra thì Thời báo chấm D đã viết thư và yêu cầu cảnh sát thành phố Quên trả lời về vụ việc này, nguyên nhân do đâu. Và hôm nay, cảnh sát Quên đã trả lời chính thức, đây là lỗi kỹ thuật của hãng xe. Vậy, qua những cái câu trả lời này bằng văn bản thì cảnh sát ở Quên đã chính thức bác bỏ những thông tin dường như được lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là ở những cái người ủng hộ một công ty VinFast một cách hết sức mù quáng. Họ đưa ra những lập luận rằng phải chăng đây là do sự đốt phá của những người không ưa thích công ty VinFast làm ra, thì điều đó đã được loại bỏ. Và khả năng cháy từ bên ngoài cũng rất khó, bởi vì khi cảnh sát đến nơi thì chiếc xe đó đang cháy ở bên trong. Và cái nhà đó, đó là một khu trưng bày rất là đắt tiền, và các cửa thì được khóa kín hoàn toàn, và cảnh sát cũng như cứu hỏa buộc phải dùng thiết bị đặc biệt để phá vỡ cửa kính, cửa ra vào đó để họ vào, họ phun những chất chống cháy để bảo vệ khu nhà này và chống cho cái việc mà tiếp tục lan rộng của vụ cháy này. Cũng có một số người sau bản tin của Thời báo chấm D đăng tải thì họ lại bình luận rằng hay là công ty VinFast trưng bày xe ở đây không bán được xe thì họ đốt showroom trong đó có những chiếc ô tô này để mong rằng nhận được tiền bồi thường của bảo hiểm. Thì tất nhiên những điều như vậy cũng có thể xảy ra, không thể loại trừ được. Nhưng một công ty VinFast họ mới bắt đầu trưng bày cái showroom này ở tháng 12 năm 2022 và bây giờ sau 3 tháng thì tự nhiên bốc cháy, thì điều đó cũng khó giải thích vì lúc đó không có ai ở trong cái showroom này cả. Và một công ty VinFast có lẽ họ cũng không thể đốt showroom để lấy tiền bảo hiểm như những bình luận khác, bởi vì bên này khi cảnh sát đến điều tra họ đã khẳng định rằng đây là do lỗi kỹ thuật của xe VinFast mà xảy ra, chứ không phải từ cái tác động từ bên ngoài đốt phá. Chính vì vậy mà cảnh sát đã không điều tra tiếp nữa và họ tập hợp đủ hồ sơ, họ đưa sang bên viện công tố của Đức ở thành phố Quên để quyết định xem có điều tra tiếp cái lỗi kỹ thuật của xe VinFast là lỗi gì cụ thể hay không dẫn đến vụ cháy này, thì cái việc này chưa được quyết định. Ngoài ra những chiếc xe VinFast trưng bày ở showroom đó ở thành phố Quên thì nó chưa được phép cấp giấy xác nhận chứng chỉ đủ tiêu chuẩn chất lượng để có thể chạy ra ngoài đường phố như những chiếc xe khác, và nó cũng chưa có biển số. Vì vậy mà hãng xe không thể mua được bảo hiểm cho những chiếc xe này khi nó vận hành trên đường. Vậy thì việc cháy nổ này thông thường tại Đức xảy ra thì những hãng bảo hiểm chỉ bảo hiểm cho cái cửa hàng đó, và cái sự cháy nổ đó diễn ra thì nó gây tác hại và gây những cái hậu quả như thế nào, chi phí bao nhiêu để có thể khôi phục lại, trở lại nguyên hiện trạng. Sau nguyên hiện trạng có nghĩa là tiếp tục được cho thuê, rồi những chiếc xe để trong đó họ có thể tính ra tiền và họ trả tiền cho cái việc mà chiếc xe đã bị hỏng, việc là tài sản bị phá hủy khi cháy nổ. Nhưng tất nhiên với điều kiện là công ty VinFast phải đóng bảo hiểm khi thuê cửa hàng này. Còn nếu VinFast mà không đóng bảo hiểm thì họ cũng sẽ không được bồi thường theo như luật của Đức. Và thậm chí rằng
nếu họ phát hiện ra cái này do lỗi của xe VinFast đem đến và gây cháy nổ đó mà không có bảo hiểm thì hãng VinFast phải đền toàn bộ cái số tiền đó. Và trong bản tin thời báo.de đã đưa lần trước, cách đây một hôm, thì cũng nhiều bạn đặt câu hỏi, vậy thì khi tôi mua xe VinFast như vậy, nếu mà chiếc xe này tôi ban đêm chúng tôi để sạc điện ở dưới tầng hầm ở nhà, thì nếu nó cháy thì những người ở trên ra sao? Thì họ cũng rất lo ngại rằng có thể bị tai nạn và thậm chí là ngạt hoặc là cháy cả cái khu nhà đó vào ban đêm thì rất nguy hiểm, bởi vì có thể là sẽ mất mạng cho cả gia đình. Và cũng có những người đặt câu hỏi rằng là nếu mà họ đi những chiếc xe đó trên đường mà nó lại tự nhiên nó cháy như vậy thì nguy hiểm đến chừng nào. Với tốc độ xe ở đường cao tốc ở Đức thì như các bạn cũng đã biết, có những đoạn họ không giới hạn tốc độ, tức là anh có thể chạy bao nhiêu thì chạy vài trăm km một giờ, chạy thoải mái. Nhưng mà nếu mà chiếc xe khi đang chạy tự nhiên nó dừng máy hoặc nó cháy máy như vậy thì biết xử lý sao? Bởi vì khi như vậy thì điện ở các hệ thống điều khiển điện của xe VinFast có thể sẽ bị dừng và cửa có thể không mở được nữa. Thì có những người có thể là sẽ bị, ở Việt Nam nó gọi là có hiện tượng rồi là than hóa, tức là bị chết cháy trong cái xe đó bởi vì không ra nổi. Bởi vì các bạn biết rằng là khi mà xe nó cháy thì ở trong những cái chất cháy ở trong á, ví dụ như là những cái chất nhựa và chất vải giả ra nó cháy thì sinh ra khí rất độc. Và khí độc đó các bạn chỉ hít trong vòng khoảng 1 phút, một thời gian ngắn thôi, thì tự nhiên là ngất xỉu luôn. Và như vậy là không kịp thoát ra khỏi xe thì cũng có thể sẽ bị mất mạng với chiếc xe mà không được kiểm tra, không được chạy thử một cách cẩn thận và đầy đủ mà vội vàng đem bán như vậy thì rất nguy hiểm. Cũng vì sau xác nhận của cảnh sát, như ở đây họ đã xác nhận rồi là cái xe đó khi để trong cửa hàng nó bị tự bốc cháy, lỗi kỹ thuật của hãng VinFast, thì họ sẽ không điều tra nữa về cái việc mà có ai đốt phá hay không. Thế như vậy là trong một số cái bạn bình luận nghi ngại cho cái việc mà có một số người ở nước ngoài không ưa xe VinFast có thể đốt xe VinFast để tạo cái tiếng xấu, thì cái điều này rất khó xảy ra mà khi cảnh sát Đức họ đã điều tra và họ đã kết luận như vậy, thì như vậy là xe hoàn toàn tự bốc cháy. Và ở Đức ý, những cơ quan cảnh sát như thế này các bạn thấy họ làm việc hoàn toàn theo pháp luật, chứ họ không có thể nào, gần như có thể không mua chuộc hoặc là tham nhũng như ở Việt Nam, hoặc thậm chí là một số người phản đối xe VinFast khi họ thấy rằng chiếc xe này nó không có chất lượng, họ phát lên trên video YouTube ở Việt Nam, thì khi họ ở Việt Nam thì họ sẽ bị mời lên công an để làm việc, rồi có thể bị cáo buộc với những cái tội là thí dụ như là cố tình hoặc là làm thế nào đó để bôi xấu thương hiệu của một công ty lớn như vậy, và có thể thậm chí là có bị phạt hoặc nặng nữa là có thể bị tù. Nhưng ở Đức thì hoàn toàn ngược lại, tức là ở đây người ta bảo vệ người tiêu dùng, và khi được phản ánh của người dân với chiếc xe kém chất lượng thì họ có thể xem xét và nếu mà muốn thì có thể đưa nhau ra tòa để kiện nhau hết sức bình thường. Nhưng mà cảnh sát ở đây là không có quyền can thiệp vào cái chuyện là người dân hoặc người tiêu dùng bình luận về một cái sản phẩm nào đó mà họ dùng họ thấy không tốt. Không phải như ở Việt Nam là cảnh sát, là Bộ Công an lại đi phục vụ thanh tra, đi phục vụ cho cái việc mà công ty VinFast bán những cái sản phẩm mà nó chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng, chưa được kiểm tra cẩn thận và người dân phản đối, thì có thể bị mời lên cảnh sát và xóa những video clip hoặc là xóa những cái lời bình luận mà phía công ty VinFast không muốn. Điều đó không thể xảy ra ở đây. Bản thân cá nhân tôi thì cũng đã gặp nhiều lần người của công ty VinFast tiếp cận. Tất nhiên họ không gặp trực tiếp mà họ sẽ thông qua một cái người nào đó gần gũi với tôi, biết tôi và tìm cách có thể là mua chuộc hoặc là hối lộ để xóa những cái video clip mà công ty VinFast họ cảm thấy rằng là bất lợi cho họ. Thì tất nhiên cái việc đó xảy ra, diễn ra nhiều lần từ cái lúc mà công ty VinFast vào năm 2019 thì họ bắt đầu bán xe VinFast Fadi, thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra rằng đây là cái dòng xe mà công ty VinFast nhập những cái dây chuyền công nghệ cũ của Đức đã thải ra rồi, mang về để thay bằng cái vỏ khác và họ bán cho dân Việt Nam thôi. Nhưng mà không thể xuất khẩu hoặc không thể làm gì khác được, bởi vì cái tiêu chuẩn khí thải nó rất là thấp. Nó ở các nước khác thì nó cấm từ lâu rồi, châu Âu cũng cấm từ lâu rồi, tức là chỉ có Euro 4 thôi, thì cái đấy không được dùng nữa. Thế sau này khi mà làm xe điện ấy, thì
Thời báo.d cũng đã liên tục theo dõi và liên tục bình luận về những chiếc xe này, về cái cung cách mà họ giới thiệu những cái xe này ở Đức. Thì cụ thể thì chúng tôi cũng đã gửi cho các bạn những video trước, đó là việc mà họ trưng bày những cái xe giống như những cái vỏ thôi, và ở trong thì hoàn toàn không có đèn, không có phương tiện kỹ thuật gì hết. Và thế mà cũng có người Việt Nam ở đây, một số người là đặt 150 euro để tạm ứng để đặt mua những chiếc xe đó, và hy vọng là cuối năm 2022 vừa rồi thì họ nhận được xe. Thì tôi cũng có hỏi lại những cái người này thì họ bảo là cũng chưa thấy VinFast báo gì cả. Thì bây giờ đã là tháng 4 năm 2023 rồi mà chưa thấy gì, mà không những thế mà lại xảy ra cái vụ xe VinFast điện tự bốc cháy trong showroom ở thành phố Quên. Thì có lẽ là những cái gia đình đó, họ người vợ người ta đi trên những xe đó họ sẽ không yên tâm nếu người chồng cố mua, hoặc ngược lại người vợ mà mua thì người chồng cũng không yên tâm vì con của họ cũng ngồi trên những chiếc xe đó, có thể gặp những cái tai họa rất là bất ngờ. Thì điều đó chứng tỏ rất khó khăn cho công ty VinFast. Mà ông Phạm Nhật Vượng thì cần phải xem xét lại cách sản xuất xe, cách thử xe và cách quảng cáo chào hàng để bán xe, nó khác với Việt Nam rất nhiều. Và qua cái việc này thì ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng lại phải xem xét lại cái việc mà ông ta quảng cáo cho những công ty như VinFast đưa 999 chiếc xe lên tàu để đưa sang Mỹ, mà bây giờ mới gọi là bán, nhưng mà không biết là bán hay là cho thuê cụ thể thế nào, thì được có hơn 40 xe. Thế còn hơn 900 chiếc xe đó vẫn nằm dầm mưa dãi nắng ở ngoài bãi như vậy, thì không biết là lúc nào mới bán được. Và với những cái kỹ thuật và với cái hình thức mà xảy ra cái tai nạn như vậy, như ở Đức là cháy xe như vậy, thì ở Mỹ chắc chắn rằng là 999 chiếc xe đó nếu không cẩn thận nó trở thành 999 ngọn đuốc, bó đuốc, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ cháy ở trong những khu nhà mà cái người Mỹ đó người ta mua hoặc người ta thuê người ta dùng, thì hậu quả sẽ vô cùng lớn. Bởi vì ở Việt Nam như trường hợp đã xảy ra là xe VinFast đã bị cháy và người Việt Nam, người lái xe đó đã bị than hóa, tức là hóa than, cháy nóng quá không chạy ra được, biến thành than luôn và xe cháy hoàn toàn. Thế nhưng mà sau đó thì dường như sự việc đó chìm xuồng và công ty VinFast không thấy lên tiếng để xin lỗi hoặc giải trình về cái việc này. Thế nhưng ở Đức, ở Mỹ và các nước dân chủ và tự do ấy, thì họ có luật pháp. Nếu mà để xảy ra những hiện tượng như vậy, tình trạng như vậy thì có thể bị kiện rất nhiều, kiện rất nặng và phải bồi thường rất lớn, đặc biệt là khi mà ảnh hưởng đến sinh mạng của con người. Cũng theo phát ngôn viên của cảnh sát ở Quên, ông Hoover, thì hồ sơ hiện nay đang được chuyển đến văn phòng công tố viên của thành phố Quên để tiếp tục xem xét. Mặc dù trong thời gian này cảnh sát sẽ không tiếp tục điều tra bởi vì cái việc này là không phải là do đốt phá từ bên ngoài, nhưng mà bất kỳ ai là người Việt Nam hay người Đức, bất kỳ ai, họ cũng có thể tự yêu cầu là phải cảnh sát phải điều tra cụ thể nguyên nhân cái vụ việc này diễn ra. Nếu họ thấy rằng nó nghiêm trọng, và tất nhiên họ phải chứng minh rằng nó là nghiêm trọng, thì cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra cái nguyên nhân cháy là từ kỹ thuật, nhưng mà từ đâu. Đấy, vì cái lửa ấy, khi mà những cái phóng viên báo chí của tờ báo Đức mà tôi cũng đã chia sẻ với các bạn cùng biết, họ có mặt ở hiện trường á, thì họ thấy rằng là được cảnh sát và cứu hỏa nói rằng là lửa bốc lên từ capo, tức là từ cái nắp ô tô, điện để trong cái phòng trưng bày đó tự nhiên nó bốc lên và nó cháy từ đó. Mà theo như những cái thông tin mới biết được ấy, thì cái nắp capo này nó là trung tâm điều khiển của cả cái mảng pin điện của xe VinFast đó, mà nó cháy ở đó thì những cái dây thiết bị rồi những hệ thống điều khiển như vậy là tê liệt. Mà nếu mà xe đang chạy mà cháy như thế, xe tê liệt dừng luôn thì các bạn cũng không lái được nữa, rồi cứng luôn và điện cửa không mở nữa, thì đúng là một cái tai họa. Tốc độ ngoài đường mà đang chạy với tốc độ 150 thậm chí 200 km/h thì có lẽ là cái xe đấy nó sẽ gần như đâm vào đâu đó là nó nổ tung, rất là nguy hiểm. Đấy. Thì những cái người nào ở Đức này mà cảm thấy rằng là cần thiết phải điều tra kỹ hơn thì có thể viết thư lên văn phòng công tố viên của thành phố Quên để yêu cầu điều tra. Và chúng tôi sau video clip này tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái email, địa chỉ email của văn phòng công tố thành phố Quên, thì các bạn có thể viết bằng tiếng Đức hoặc bằng tiếng Anh cũng được. Thì khi mà cảnh sát họ nhận được và văn phòng công tố nhận được thì họ xem xét thấy hợp lý, họ sẽ điều tra tiếp. Bởi vì điều tra như thế thì sẽ liên quan đến vấn đề là nhà nước Đức là phải trả rất là nhiều tiền để tìm cái nguyên nhân. Mà chính vì vậy mà khi nó nghiêm trọng
thì họ sẽ điều tra. Chứ còn nếu mà chỉ là do lỗi kỹ thuật tự nhiên bốc cháy ấy, thì thôi, thì sau này ai mua xe VinFast hoặc thuê xe VinFast đi, nếu mà nó cháy thì thôi ráng chịu, hoặc là có thể tự đi kiện cáo lẫn nhau, hoặc chết người để kiện VinFast phải trả bao nhiêu triệu euro, rồi nhiều chuyện khác nữa. Thì đấy là cái điều mà người Việt Nam hoặc là những người sống ở Đức ấy, thì có thể yêu cầu cảnh sát của Quên tiếp tục điều tra thông qua hình thức là viết yêu cầu đó gửi vào email của viện kiểm sát ở đây. Thì ở đây pháp luật họ rất công bằng và rõ ràng, và nó, họ cứ làm theo luật thôi. Cho nên là cái điều đó các bạn nếu muốn làm và muốn họ, cảnh sát Đức điều tra thì cũng không nên ngần ngại gửi thư email trực tiếp đến văn phòng viện công tố của thành phố Quên. Và cho đến ngày hôm nay thì cái vụ việc mà xe VinFast điện tự nhiên bốc cháy ở trong showroom vào hôm 20 tháng 3 năm 2023 ở phòng trưng bày tại thành phố Quên đã gây kinh ngạc cho người dân Đức. Bởi vì họ cũng đang, nhiều người đọc báo rồi cũng xem quảng cáo của VinFast rất nhiều trên Facebook, trên các trang báo lớn là VinFast dường như là cũng bỏ rất là nhiều tiền ra để quảng cáo. Thế nhưng mà chưa thấy xe đâu thì lại được tin rằng là xe VinFast tự bốc cháy ở trong showroom. Họ ngạc nhiên lắm. Và tất nhiên là đi kèm ngạc nhiên đấy là cái sự sợ hãi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau.